mỗi người câu khác nhau. Đúng rồi. Số 3. Màu, là quý màu. Quý mà nó là quý lắm á. Châu là như nhỏ nhỏ nhất. Đúng rồi, châu 6 năm thôi. Trang nữa. Nhưng mà châu 2 tháng cuối năm. À, châu 6 năm. 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 Năm 7. Anh Lẩm là 60. Năm 7 vậy là giờ 60. 67 tuổi. Dậu. Quý dậu á. Đi bộ đội xong rồi chưa học rồi. Giờ 67 tuổi. Nhiều đứa trẻ trung quá hả? Năm 8. Năm 8. Tình hình nó là vậy. Tại vì ở đây á mà mình không đặt trước rồi không có chỗ.
đúng rồi, nhất cái mùa này nếu đặt nó chỉ còn cái giờ mà nhất cái bút bút đại đi rồi từ từ mình giải nếu mình nếu đặt buổi tối thì chết nữa không có luôn rồi ok đó đúng luôn có thể cái buổi này là cần có rồi mà đây hiện nay đâu là bạn đánh tennis với bạn chồng chưa dùng đến cái quyền đó nữa mà hiện nay nếu anh đặt á thì nó đâu đặt cặp không kiểu không có được thành kiểu thành trước có mọi người anh cứ làm chuyện thấy gì phải đặt cặp anh đặt kiểu này mối lớn quá rồi đủ việc nào anh cũng có mặt đây đâu về nữa sao về tại nó quay mặt luôn á lần ngoài anh chạy vô đây thấy chú lúc đó nói con cho phục vụ bạn chú ba cái đứa ở đây là xe ngồi trung tâm dễ chịu dễ chơi đồ ăn cũng tương đối đa gia dạng một bàn có hai bàn ba bàn bốn bàn năm bàn bảy bàn gì cũng có trời ơi nhà mình có gì hết tổ chứ có đâu biết đó với lại đông đó nó mãi đồ xe ngon bàn ai cũng hơn vô thoải mái không có được chụp đó mà để lại hiện kim để kiếm nó không có chứ bây giờ là nói bên quận tám chỗ này chỗ nào họ mơ hồ nhậu sao xe khổ thì sao thì nó hay rồi rồi xong vô chơi có đâu không phải là mình ngồi ăn không đơn giản đúng không mình phải trả lời mấy cái này để mình ôn lại những cái gì mình có chút xíu ở trong vòng 15 phút để giải quyết những tâm tư tình cảm mấy cái chỗ khác đó bên lúc kia đó thì làm ba chỗ là nhiều cái hỏi lên mình ít quá thì mình có trong nhớ thôi chứ sao giờ đúng không đó thì nhưng mà cái này sẽ là cho mình những ấn tượng nhỏ nhỏ cho cuộc sống hiện nay đó, ví dụ như ở đó nghe thấy sáng theo bạn có nghĩa không chưa mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh hai câu tương tự gia đình mỗi người không ai giống ai mình lo cho gia đình mình tốt là góp phần bình ổn chung sau đó là gia đình yên ổn thì sẽ rất tốt cho xã hội tốt hơn tuyệt vời nha rồi khi mình có cái này mình gọi là đèn ngang ánh sáng tức là mỗi gia đình sẽ có một hoàn cảnh khác nhau mà chúng ta hay mỗi tập nè có quà không có quà ngày mai cũng sao mới làm trong cuộc sống gần chết tới nơi rồi gần chết thì khô giống vậy rồi tự nhiên nghe bài này nói vậy bắt chước làm giống vậy là biết chắc hết hết trơn và nó bị mâu thuẫn trong từng gia đình rất là nguy hiểm mà mình không gõ vô mà đứt bóng và mình biết cái tám có lợi mà cái tám cũng có thể có hại nếu chúng ta không khéo chúng ta chỉ đó vậy đó mình kiểu mình kêu vậy đó mình đi vậy chắc hết hết cho nên đèn ngày đi sáng không phải lo mình phải chơi mình quan lực không khéo chúng ta đánh vỡ cái của ta đèn ánh sáng đó tắt liền thấy không chúng ta phải cố gắng bình thường và chúng ta nghe lắng nghe chúng ta tiếp nhận cái tốt và chúng ta làm sao để gia đình mình tốt hơn thôi chứ không phải là để về chúng ta phá vỡ những quy cách cũ của gia đình đó sẽ là cái gì đó một câu câu thứ hai trong thời gian qua khoảng 10 năm bạn làm gì bạn vui lòng kể cho các bạn cũng biết làm nhân viên tế trường BPX gì đó ha của nước ngoài BPX của nước ngoài thì đơn giản là vẫn đang làm như vậy thì sẵn gõ này thì nhiều người hỏi Thanh Châu người làm gì bên đó thì hôm nay sẽ nói được chút xíu thôi là sau khi mà định cư bên Canada thì gia đình bắt đầu phải thực hiện chương trình tuyển thủ là đầu tư doanh nghiệp thì đóng 75.000 sau đó làm mở được doanh nghiệp thì chính phủ sẽ trả lại 75.000 cho gia đình định cư hết thì Thanh đã làm được cái việc đó sau 3 năm đang mày mò tìm được ra thì mở một cái doanh nghiệp là một cái nhà hàng xong rồi rưng cái nhà hàng đang hoàn hết thì sau khi hoàn thành 4 năm hơn còn 3 năm mình làm 4 năm cái mình cho xe cho thuê cái nhà hàng bất động sản của mình thì cho thuê để tìm sự sống của quý gia và trong quá trình mà vận hành nó đưa mình lại 75.000 kinh nghiệm rồi quá tốt được chép lại 75.000 các